Cha nói cái tiếng cha ở trên á, giọng xuống tiếc có mấy câu pháp cô Bảy ngồi cô Bảy nghe. Tại vì lúc đó là lúc pháp cô Bảy tịnh khẩu là 3 năm á, là cô Bảy không dùng chi mà cô Bảy tịnh khẩu luôn. Rồi cô Bảy mới nằm đó, cô Bảy mới tiêm tiếp à. Cô Bảy đó cái tự nhiên cô Bảy nghe cái thấy một người mặc nguyên bộ đồ trắng và tóc dài mà đứng trên đầu nằm của Bảy á. Bảy không phải Bảy ngủ nha, Bảy nằm tiêm tiếp mà Bảy thức, Bảy mở mắt ra bên dòm lên thì Bảy không thấy. Mà trong khi Bảy nằm xuống, Bảy nhắm mắt gì thấy một người đó đứng trên đầu nằm của Bảy. Cô ngồi vậy thuyết pháp về độ cứu sanh đi cô. Cái cô cũng vẫn nằm nữa, cô không ngồi vậy. Thì cô cũng nhìn lên thì cô không thấy người nào, mà cô dòm xuống như vậy thì cũng thấy bóng một người mặc áo trắng đó đứng trên đầu nằm Bảy nữa. Mô khả chi phô khánh chi tạc hạ mô khả chi hỷ phô khổ khánh chi khả bố khả chi bố khánh ni bàn xa xa bàn khỏa khánh chi tị tạc hồ khánh mô khả chi si phô khỏa khánh chi ni mô khả ninh chạy cầu khánh ni phô khả chi si mô khánh gì á khỏa lãnh chi tăng hạ phô khả si phô ái si phô khánh chi tạc hạ mô phật tập phát khát chết cấp bồ chết chết cấp phát thân chết cảnh chết bồ lót cấp bà là chính ta yêu và sinh các món là thành các ác các phu di sản ta bồ là Phật. Hà sĩ hào thao lộ sinh hà sĩ hà xuân sĩ gì sinh dự thủ lũ này sinh hỷ sĩ sĩ ngay tai ba lái sinh hào lồn thí sĩ khốn bài sĩ sĩ sáng một là hà sĩ hà sĩ à chỉ tại hệ một cảnh chi phổ cảnh chi gì cả bộ khẩn đây chỉ một cảnh chi gì phổ cảnh ni phổ cảnh chi gì cả phổ cảnh chi gì phổ cảnh phổ cảnh phi sinh tại hai vị trả nè phổ cảnh chi tại hệ phổ khó kỳ phổ cảnh ni phổ cảnh chỉ tại hạ bộ cảnh chi tại hệ đi phổ phổ cảnh chi thì tại hạ thì đó mình nên cần để mình tu học để mình thành lòng để mình tiến hóa hơn nữa để mình cho trở về được việc được giữ cái đạo hôm qua đó. Rồi mình sau mình được tự đạo hôm qua mình có mặt mình còn nguyên sát nguyên hồn là ngày đó là quá quý rồi, là duy nhất. Giờ cha mẹ thầy tổ mong cần chúng ta có cái một ngày đó chúng ta sẽ còn nguyên trở lại. Tại vì thầy có nói tu sao còn xác còn hồn mới ngoan. Ráng cố lắm, ta tu sửa làm sao cho kim thân ta còn được trong cái ngày đó. Chúng ta còn trở về con đường chánh pháp. Ngày đó là ngày an lạc, ngày đó là ngày lân ban tại thế, ngày đại hội của lân dân thánh đức đó. Chúng ta được hưởng phước lượng, ráng tu đi rồi hưởng phước ngay ngày đó. Dù chúng ta chưa có phước bây giờ đâu, chúng ta ráng cố gắng đi, trao dồi, trao sửa để lập công bồi đức. Rồi ngày đó mình còn được tận hưởng được cái phước lành đó, cái phước của Phật Tiên ban cho mình để mà cái thời thánh đức đó, để mà ban cho con đồng cháu Tiên, con hiền cháu Phật đó, để hưởng phước trong kỳ đó. Chứ bây giờ chúng ta phải cố gắng trao dồi. Nếu ban phước cho mình thực tại rồi là mình mê nhiễm liền, không bao giờ mình trở lại được tuyệt đối. Mình chỉ mê trần rồi. Đạo Phật không có khi nào ban cho chúng sanh một cái mê bao giờ. Đã mình mê rồi ban nữa thì chẳng khác nào cho mình thêm một cái mê. Thì Phật nên, không có cho mình nên bây giờ tất cả các tiền trần mẹ bế hết. Bế giờ chi để cho con của mẹ để biết tầm về đường chân đạo, để biết quay đầu tu. Mà thật sự ra thì cũng ít người để thấu về trong cái đường này. Tại vì đã cảnh báo mình nhiều lần rồi, từ cái đợt Covid mà tá hiện tiền giờ để cho mình cảnh tỉnh, để quay đầu. Có ai cảnh tỉnh được đâu. Cũng được một phần, hai phần. Nhưng mà bây giờ cô Bảy nó khóc hết nước mắt rồi. Cô Bảy nó khóc quá cạn kiệt rồi. Khóc bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời cô Bảy hành đạo, cô Bảy khóc. Khóc do đâu? Không phải khóc cho mình, và khóc thương cho khắp cả cái trần hà này. Tại vì mẹ đã hiện thân xuống cho biết rồi. Mẹ nói con ơi, đời đã đến rồi, mà chúng sanh trong nhân loại khắp ta bà này còn linh căn linh tử, nó không tu đúng đường lối, nó sai hết, không còn trở lại kỳ này được nữa rồi con ơi. Nó sẽ mất hết rồi, không trở về với mẹ được nữa. Nói không còn mẹ khóc, mẹ xỉu lên xỉu xuống rồi mẹ biến mất. Rồi bị biến mà trở lên. Cũng như là mẹ cho biết là kỳ này các linh căn linh tử tu sai đường lối hết rồi đó. Không còn ai đúng đường lối để trở về với mẹ được nữa. Đời tới rồi coi như tiêu hết rồi. Thì bởi vậy giờ lên tàn những vị cứ xưng hô cho nhiều. Tu á, thì không lo tu mà cứ đứng lên cứ làm hồng làm hổ không. Cho nên thương các quý vị lắm. Quý vị ơi, nếu mà chúng ta tu đúng hết, chúng ta hành đạo, chúng ta đặng cho ta một vị cao ngôi như vậy mà chúng ta đã được rồi, thì làm sao mẹ hiện thân xuống mẹ cho rằng sai hết, không đúng đường lối để trở về được nữa rồi, sẽ tiêu hết rồi. Làm sao mẹ hiện thân mẹ nói như vậy cho mách bảo cho biết như vậy được. Thì cô Bảy mới biết rằng vậy là chúng sanh mình mê mình không nói đi, còn các căn duyên tu sai đường lỗi hết, mẹ đã cho biết hết rồi, không còn trở lại kỳ này được nữa, sẽ mất chân mất duyên hết trong thời kỳ này, không còn trở lại được nữa. Tức là mẹ cho cô Bảy biết không? Mẹ cho biết cho cô Bảy thấy trong du di đó là mẹ hiện thân ra, mẹ từ trên mà hiện thân xuống, mẹ nói là con ơi, kỳ này đời đã đến rồi mà các linh căn linh tử tu sai đường lối hết rồi, không trở về với mẹ được nữa rồi con ơi, mất hết rồi, tiêu hết rồi đó, không còn trở lại được nữa. Rồi mẹ nói xong rồi mẹ khóc quá trời khóc luôn, mẹ khóc xỉu lên xỉu xuống. Rồi cái cô Bảy mới nói nha, mẹ ơi, mẹ đừng có khóc nữa, con khóc cũng như mẹ đây, con cũng thương chúng sanh nhân loại như mẹ đây, thôi mẹ cho con xin đi. Tại vì chúng sanh nó mê muội, nó không biết căn duyên, nó chưa ngộ đạo, cho nên nó mới sanh ra lầm lỗi, nó mới không biết quay về với mẹ vậy. Thôi mẹ tha thứ đi, mẹ cho bỏ qua hết đi mẹ, rồi để cho con đi từ từ, để nè con đủ nhân duyên rồi, được nhân duyên lành đó, rồi con sẽ dùng đường Phật Pháp, con sẽ tùy theo căn duyên mà con chia sẻ tình thương đó để trở về với mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Nói vậy rồi cái bắt đầu cái mẹ đó, cái ý của mẹ đó là mẹ ban cái ý tình thương của mẹ là trong cái tâm của Bảy, để cho Bảy biết rằng hiểu là tình thương của mẹ thương chúng sanh như vậy đó, đặng cho rằng là cô Bảy hiểu tình mẹ thương chúng sanh như thế nào. Rồi mẹ đó, cô Bảy đã hiểu được cái tình mẹ đã thương chúng sanh như thế rồi, rồi từ đó trở về sau rồi đó. Rồi cái mẹ biến mất, mẹ khóc xỉu lên xỉu xuống luôn, xỉu gì đó. Rồi mẹ nói bao nhiêu đó, rồi mẹ mới chuyển cái tâm của mẹ nó qua cái tâm của Bảy, cho Bảy biết rằng ngộ ý rằng mẹ đã thương tất cả chúng sanh hoàn cầu, để thương gia diết như thế đó. Rồi mẹ biến mất, mẹ khóc xỉu lên xỉu xuống, rồi mẹ từ từ mẹ biến mất dạng. Rồi bắt đầu từ đó ra sao rồi Bảy mới đi ta bà, rồi Bảy thấy chúng sanh Bảy thương nghe, thương cũng như là cái tình của mẹ nhắn nhủ cho mình biết là mẹ đã thương chúng sanh như vậy đó. Bảy thương cái bàn thương gia diết vô vàng, thương không thể nào tưởng tượng được cái tình thương đó. Rồi Bảy buông xả hết tất cả, rồi Bảy lo, Bảy rèn luyện cái đạo hạnh của Bảy, rồi Bảy tu để Bảy gieo duyên thôi, gieo duyên được Phật Pháp mà ơn trên cha mẹ thầy tổ chỉ dạy Bảy đó. Bảy nắm được chánh pháp đó, rồi Bảy giao truyền để là giao duyên, chia sẻ cái tình thương đó lại cho những người nào có duyên, hợp duyên với Bảy, để cùng với nhau tu sửa để tiến hóa trở về chánh pháp với mẹ, kỳ này với cha mẹ tổ thầy, không làm đường lạc lối nữa, không mê trần nhiễm trần nữa, để cho cha mẹ được vui vẻ, cho thầy tổ chúng ta mừng. Trong cái ngày đại hội chúng ta sẽ trở về còn nguyên trọn vẹn với mẹ, để cha mẹ không còn khóc khổ gì mình nữa. Rồi còn cha thì nhắn nhủ, cha nói cái tiếng cha ở trên á vọng xuống, thiết có mấy câu pháp cô Bảy ngồi cô Bảy nghe. Tại vì lúc đó là lúc pháp cô Bảy tịnh khẩu là 3 năm á, là cô Bảy không dùng chi mà cô Bảy tịnh khẩu luôn. Rồi cô Bảy mới nằm đó, cô Bảy mới tiêm tiếp cô Bảy đó. Cái tự nhiên cô Bảy nghe cái thấy một người mặc nguyên bộ đồ trắng và tóc dài mà đứng trên đầu nằm của Bảy á, Bảy không phải bảy ngủ nha, bảy nằm tính tiếp mà bảy thức, bảy mở mắt ra bên dòm lên thì bảy không thấy. Và trong khi bảy nằm xuống, bảy nhắm mắt về thấy một người đó đứng trên đầu nằm của bảy. Cô ngồi dậy thuyết pháp về độ chúng sanh đi cô. Cái cô cũng vẫn nằm nữa, cô không ngồi dậy. Thì cô cũng nhìn lên thì cô không thấy người nào, mà cô dòm xuống như vậy thì cũng thấy bóng một người mặc áo trắng đó đứng trên đầu nằm bảy nữa. Cái 13 lần, một lần thứ tư rồi bảy mới ngồi dậy, bảy mở pháp. Thì bảy mới nói bảy tỉnh khẩu 3 năm rồi, bảy không nói chuyện không gì hết mà, không ăn uống không nói chuyện gì hết mà, tại sao mà kỳ này có người kêu mình thuyết pháp. Tỉnh khẩu rồi, sau mấy năm rồi mà giờ có người kêu mình thuyết pháp. Cái bảy lần thứ tư bảy mới ngồi dậy, bảy mới mở pháp. Bảy mới mở pháp ra thì bảy mở pháp ra, cái lúc bảy mở pháp á, thì cái người mặc nguyên mà đồ trắng á, thì giấu mặt mà đưa nguyên cái thân của bảy múa vũ theo cái bài pháp của bảy á, ra làm sao thì cái người đó là biến lên trời là múa vũ theo cái câu pháp của bảy. Rồi bảy pháp tới thần á thì khắp thần đặt đất hết trơn luôn, khắp cái thần địa á, thì thần địa đó là đặt đất hết trơn, thì chui đầu lên đặt hết trơn, đặt đất hết trơn. Còn bảy pháp tới là tiên á, thì tiên xuất hiện hạ xuống. Pháp tới thánh á, thì thánh xuất hiện hạ xuống. Pháp tới cảnh giới Phật á, thì Phật xuất hiện. Mà xuất hiện không có nhiều Phật, Phật cổ không. Xuất hiện là các vị Phật cổ xuất hiện không à. Còn cái cõi thánh của tiên thì hạ nguyên cõi thánh, nguyên cõi tiên. Mà cái cõi thánh á, là không có nữ nha, cõi thánh toàn là nam không. Mà một tướng tá đô con bự dền vàng mà mặc bộ áo giáp màu xanh, mão cũng màu xanh, tướng tá uy nghi lắm. Rồi là màu xanh con mà một khuôn mặt một, một khuôn mặt một luôn chứ không có tướng này khác tướng kia khác, không có. Một tướng một khuôn một, mặc một pháp quy một đồn một bộ giáp một, màu xanh mà mão xanh hết. Rồi cái cõi tiên á, thì cái cõi tiên nó là có nam và nữ. Hạ xuống cõi tiên thì có nam nữ, mà cõi thánh thì không có nữ, chỉ có nam. Cho nên á, tiên nam tiên nữ là đủ màu sắc. Cõi tiên á, thì có đủ màu sắc mà tiên nam tiên nữ hạ xuống hết. Phật á, thì Phật cổ xuất hiện. Đó, cho nên rồi xong rồi cái cô bảy á, mới thêm một lần. Rồi xong rồi cái bảy mới nghe. Này Phật á, nghe mấy Phật cổ mới nói chuyện. Cái bảy mới nói con. Cái một lần nữa cô bảy nghe cái tiếng Phật á kêu bảy gì nè. Cô bảy cũng nằm ngủ mà qua tâm linh, cũng nằm mơ chứ không có phải là ngủ mê. Đó, thấy nói con à con, thức dậy thuyết pháp để độ chúng sinh đi. Cô nghe tiếng ông Phật này là tiếng Phật nam. Đó, Phật tiếng Phật ông sinh đi. Cái bảy mới nghĩ mới nói ủa, đã Phật rồi thì Phật muốn độ chúng sanh ta bà căn duyên nào mà Phật độ không được, mà tại sao kêu mình? Đó, bảy mới thắc mắc. Bảy nói Phật đã Phật rồi thì mỗi một chúng sanh nào cấp ta bà này Phật muốn độ ai cũng được hết, tại sao kêu mình độ, kêu mình thuyết pháp để độ chúng sanh? Cô bảy thắc mắc hoài. Cái một vài tháng sau cái mới qua tâm linh bảy biết. Con biết vì sao không? Tại thì cái du kỳ này á, cái đời mạt pháp này á, tất cả chúng sanh khắp ta bà này không đủ phước đức để cầu Phật độ và Phật chứng nữa, để độ nữa. Cho nên mấy cầu mấy nhờ cái tâm lòng thành của con, tấm lòng thành của con mà con thuyết pháp để con cầu sinh đó, để chứng cái minh tấm lòng của con, phước đức của con, mà Phật mới chứng cái lòng con, mới ban cái phước cho chúng sanh, mới độ cho chúng sanh. Nói vậy đó. Rồi cô bảy mới hiểu được. Rồi từ đó, từ đây bảy mới đi ta bà, bảy mới gieo duyên Phật pháp tùy theo căn duyên. Nghe được hay không? Tại vì mình cứu là cứu linh căn linh tử, chứ đâu cứu hết trần gian này được. Cho nên kẻ nghe được người nghe không. Tại vì mỗi người tu, ai tu thật á, như mình á, thì mình mở cái pháp lý ra trong cái đường chánh pháp ơn trên chỉ dạy, thì nghe đặng á, thì cùng với nhau tu sửa tiến hóa. Còn ai mà không tránh pháp rồi á, thì không chấp nhận cái pháp của mình là họ ganh tị, họ hơn thua, họ câu mâu, họ đấu đá, tranh hơn tranh thua, tranh cao tranh thấp á, thì họ đối kỵ với mình á, thì tùy duyên. Cái đó là để bề trên phân giải, chứ mình cũng không trách, không khuyên, không buồn, không hận, không giận gì cả. Tại mình là một phận sự mình phải làm, không thể nào nếu mình còn trách còn khuyên thì mình còn phàm gian, ai chứng mình. Cô Bảy nếu còn cô Bảy khuyên trách hờn giận hơn thua đấu đá, còn phân biệt cao thấp để ý vào tâm hơn thua chỉ, làm sao Phật chứng cái tâm Bảy được mà để dùng cái lời Phật pháp để đi gieo duyên được. Nên cô Bảy không còn cái tâm gì dính cái trần gian này nữa hết, mới được Phật chứng đó. Cho nên á, cô Bảy không còn buồn phiền hận giận, không còn để vào tâm bất cứ một việc gì ở thế gian này nữa, buông xả hết. Cô Bảy không dính gì trực trần này nữa hết, không ham muốn việc gì nữa hết, thì Phật mới chứng cái lòng của Bảy, mấy là kêu Bảy mở cái pháp ra, rồi Phật mới chứng cái lòng tâm thành của mình, cái công đức của mình đó mà con cầu cho chúng sanh, rồi Phật mới chứng cái lòng của con mà độ chúng sanh. Thế thời kỳ này đó là tại vì chúng sanh không đủ phước đức để cầu Phật, tạo nghiệp quả quá dày rồi, cho nên Phật không có chứng tâm những người tạo nghiệp dày tội lỗi mà cầu Phật chứng nữa, độ được nữa. Cho nên cầu qua cái tâm đức của mình, là cái tánh làm tâm thiện của mình, để nương vào đó để cứu độ chúng sanh, là căn duyên những người để truyền pháp đạo dùng của Phật để lại để độ chúng sanh quay đầu giác ngộ. Phật nói rõ như vậy rồi Phật mới đi ta bà tiếp đó. Cho nên mình nói đây là cái lòng thành của mình, nói lòng một cái quyền di diệu là Phật hiện ra cho mình thấy và mách bảo cho mình biết những cái việc như thế nào để mình làm tròn cái phận sự của mình đó. Chứ Bảy không có học qua sách vở của thế, không sách vở học của thế của ở thế gian này đây, không học ngôi sách vở nào hết. Nói mà đọc sách là vở chỉ đúng có rồi. Thuộc có hai cái bài kinh cúng của bên của quyền Chí Tôn á, Chí Tôn chỉ học đó để thuộc, cho nên học Du Di không à, còn nhiều là bên Du Di dạy sao thì hành y như vậy. Phật á, có một lần á, cũng có nói á, còn nhiều cái cảnh Bảy, còn nhiều cái cảnh để kể đó. Bảy nhiều cái cảnh đạo hạnh của hành là của Bảy nói như phim vậy. Những người mà người ta đạo mà cho rằng đạo cao đó, những vị mà thông suốt ở đạo pháp đó, Bảy nói ra chắc người ta không thích. Tại người ta không ngờ là trên thế gian này có một người như cô như vậy đâu. Cô này cổ nói cái gì đâu, như phim vậy, chứ không phải là có như thế. Nhưng mà thật tình đạo hạnh cô là như vậy đó, như phim có nó nói chuyện ngạ lạ đời lắm, thực tế không à. Những gì em thấy là nó cũng như phim chứ không phải không. Tại sao cũng có nói nhiều lần đi công việc gì mà ổng đang mưa, ổng nói với người ta cũng đang ngồi đông lắm vậy nè, con nói với người ta con xin tới đó cho hết mưa đi để con đi về, là đúng tới 2 giờ là hết, là đang mưa đùng bây giờ như cái 5 phút nó nói vậy xin sao được. Nói là thì chừng nào đúng 2 giờ nó có nhiệm màu lắm, có nhiệm màu của cô bà nhiệm màu tại thế. Rồi có lần á Phật Di Lạc rồi mẹ Quan Âm với lại một vị nữa cũng đã nói thế hồi năm ngoái, nhưng mà cái này hồi nãy tính nói mà tôi chẳng nói ra, lộ chút xíu chứ không dám lộ nhiều, không có lộ được cái cơ bút ở trên, chỉ cho biết là như vậy. Cô Bảy nói con nghe nè. Văn thù Bồ Tát cũng đã xuống, tất cả vị Phật nào xuống không bao giờ lộ hình tướng bao giờ, tại vì đó là chánh pháp. Xuống để làm gì? Xuống để lập đời cho chúng sanh, mình xuống để lọc lựa người hiền con tiên cháu Phật. Tại vì nó cho đời mật pháp thật tiên lâm phạm hạ thế, không bao giờ đó. Thấy được hình tướng, chỉ cho biết là ba vị đó xuống. Chứ mình nói mà giờ như thế gian này nói là mình thấy bức tượng đó thì mình chỉ thấy bức tượng, nhưng trong cái mình thấy lại không bao giờ mình cho mình thấy như cái bức tượng như vậy, chỉ cho mình biết, nói cho mình nghe như vậy. Còn việc của cô Bảy là quy diệu lắm. màn này ai xuống thế mỗi một nhiệm kỳ nào đều hiện ra cho cô Bảy biết hết. Mỗi một nhiệm kỳ nào, các vị nào xuống thế, phần trường lớp nào xuống thế, cái pháp nào ra đời, những từng kỳ nào cho họp du kỳ đó đều hạ xuống cho cô Bảy biết, thấy hết, thấy rõ ràng hết, tặng cô Bảy hành theo. Phật nào xuống thế, Phật nào xuống thế, rồi đức nào, cung cõi nào xuống thế cho cô Bảy hiện ra, cô Bảy thấy hết, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên cô Bảy nói, nếu mà cô Bảy lên clip nói cái này là người ta không bao giờ tôi tin. Đúng. Làm sao người ta tin được? Không, cái này, không có tin đâu. Cái này Bảy nói như ngược lại nãy giờ là người tên cộng đồng nghe là ở đó người ta không có nói gì hết nha, chứ mà giờ Bảy lên nói những câu này cái có những lời nói không tốt của nó. Ngộ lời nói không tốt với mình đối với mình liền đó. Tại vì ta nói mình nói thiên cơ trời thì anh đặt chuyện trên trời, coi phim rồi nói lại nhiễm phim rồi nói lại như vậy. Rồi chỉ có những người hiểu được căn duyên rồi á, căn giờ nó cũng không hiểu nữa, nó đi trật lát hết ráo rồi, đã nói cái căn sai hết rồi, còn nói gì nữa. Tu á là ta mới hiểu, ta mới được bao nhiêu người tránh. Nó vậy đi về dự lễ ta cả cái lễ nào vậy đó thì nó đâu có hiểu cái gì. Trời ơi, ngồi gì đâu mà vậy là nó ngồi cái người này phát người kia phát, tranh luận hơn thua không có ai mà vô. Thì cho nên á mẹ mới nói là sai hết rồi đó, sai hết trơn luôn rồi đó. Mẹ biết khóc đó, tưởng là mình hay không mà thật sự nó sai rồi mà không đó. Hay nhưng mà người ta tưởng là người ta hay, người ta làm gì người ta hay. Bởi vì đáng thương cho mấy huynh đệ đó, đáng thương, thương lắm. Đi tới chỗ thấy như vậy rồi chứ đi tới chỗ khác đứng không dòm thấy vậy rồi thôi vậy giờ anh em mình tranh thủ rồi hả. Chuyện cái này nếu mà cô Bảy chắc không thấy, chỉ nói bên ngoài tụi con nghe được, cái lê lên đây người ta nói mình là ăn cơm nói chuyện trời. Cái việc hành của Bảy đó hen là tới mà quỷ yêu ma tinh nó hiện ra bằng trước mặt của Bảy, bằng thực tế như gì nó khảo Bảy nè. Bảy ở cái nhà đằng kia kìa, quỷ Sầm Hưng á, có vậy bắt mắt Bảy thấy được cái vong linh. Quỷ Sầm Hưng là nó có cái răng ở đây không? Có, nó mới đầu thấy cái bà đồ trắng, bà nội cây nhãn á, bà mặc đồ bông mà tay lỡ gì nè, thấy bà nói đạo hạnh cỡ nào dữ vậy, theo khóa hoài mà theo khóa không được, vô không được, tức quá để cho quỷ Sầm Hưng tới coi cỡ nào dữ vậy đó. Bà vừa nói xong gì là quỷ Sầm Hưng xuất hiện, quỷ Sầm Hưng cầm cây đao sáng giới bay lớn này, cái bao nó sáng giới như cái bóng đèn đó vậy đó, cỡ 8 tấc. Mà mặc bộ đồ là màu xanh, có gằn, có ghi, có nặng, có rút hết trơn, có răng, có rút hết trơn. Cái bắt đầu nó là 2, 4, 6, nó 7 cái nành, trên 2 cái, mình để 2 cái, đây 2 cái, giữa cái nó tới 7 cái nành. Cái bác cầm cái cây đó đó, cái hiện cái thân ra, cái Bảy nằm trên giường, Bảy nhìn, Bảy mở mắt coi, Bảy nhìn, Bảy coi là Bảy thấy nó có sừng không, nó có sừng giữa không? Tại nó có đủ hết trơn á, Sầm Hưng mà. Cái bắt đầu nó mới sừng vậy nè, nó có sừng ngay này y như sừng tê giác vậy đó. Nó mới cầm cái cây đao đó đó, cây đao sáng giới cho bóng bình điện đó đó, nó cầm đó nó phất lên 7 3 cái. Sừng tê giác đó, cái sừng của nó nằm ngược lên, còn quỷ Sầm Hưng cái sừng đi xuống vậy nè. Nó phất 3 cái vậy là không xuống cái mình Bảy được. Rồi bắt đầu nó không xuống rồi, Bảy nó để cho mày sao mà lúc đó Bảy không có sợ, mạnh mẽ lắm, để cho cái mày làm cái gì tao cho phức, cũng cho nó nằm đó, tính cho nó phức luôn, mà trong mình mạnh mẽ không có sợ gì hết, cho nó phức một cái thứ nhất cũng không xuống được, mới vừa cỡ này thì nó không xuống tới đụng nữa được, nó phức thêm cái nữa cũng không vô được, làm thêm cái thứ 3 nữa cũng không xô được, dội ra trên cái từ đó nó biến mất. Thì mới đây con cũng gặp nè, nó cũng giật nhiều lần lắm, mà hồi đó là mình đi rút riết mình thấy nó mình sợ, mình làm lợn nó nha, rồi rút riết từ cái thấy mình làm được nó rồi nhiều lần lắm. Nói chung là con đường của Bảy là ngộ lắm, nó thử thách Bảy là bằng cái tâm thức chứ không phải là ngủ nằm chim bao, thức bằng tay mà bằng mắt cỡ này mà thấy yêu ma tinh quỷ xuất hiện lên khảo đảo. Nó khảo đảo mình coi mình có sợ không, bằng nó theo nó phá mình, Mà không ngờ là Bảy chẳng những nó không sợ, Bảy không sợ mà Bảy còn chuyển hóa lại nó nữa. Nó nghe được nó tu luôn. Không thì thời này nó tu nó cũng dẫn đắc được. Tu đắc mà, trở lại cho nó tu luôn, nó không còn phá nữa. Mà nó còn nói cái sao lại nó hiện hình, nó đi qua tới An Giang bển theo nhỏ đó. Nó nói chiều thấy cô đi ngang rồi, tức quá